Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Giang Ô Tô Cần Thơ. Thì đến video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho quý anh chị cái bãi xe của em. Hiện tại thì là em dời về cái vị trí mới, là địa chỉ là nằm ở quốc lộ 1, phường Thượng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì nếu mà anh chị đi hướng từ cầu Cần Thơ về trạm thu phí số 10 thì em vừa qua cầu Cái Răng 2, nằm bên phía tay phải, đối diện là trạm kiểm dịch động vật nha anh em. Còn nếu mà quý anh chị từ hướng trạm thu phí số 10 lên thì hướng về cầu Cần Thơ qua cái trà chốt đèn đỏ Ba Láng thì em nằm bên tay trái nha, em nằm bên khu máy chạy tôm giống. Thì kênh của em thì là chuyên mua bán, kinh doanh, trao đổi các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng. Thì em sẽ quay sơ bộ về cái không gian bên trong và những cái xe hiện tại mà phía bên em đang có đây, từ xe nhỏ cho tới xe lớn nha anh em. Suzuki 810kg đời 2020 đây. Con này thì hiện tại em đang kêu giá là 225 triệu nha, xe chạy 14.000 cây, còn rất là mới. Bên đây thì em có xe Ben Suzuki đời 2016, tải trọng là 500kg nha, thùng 6 tắc. Con này thì em đang kêu là 145 triệu nha anh em. Con này thì là Thaco Towner mui bạc đời 2020, tải trọng là 900kg, em đang kêu giá là 128 triệu nha anh em. Con này thì thùng đỉnh nha, cũng là đời 2020, tải trọng là 990kg, xe cũng còn khá là đẹp nha. Hiện tại em đang kêu giá là 115 triệu. Dòng cao hơn thì em có dòng Suzuki nha nè, Suzuki đời 2016, tải trọng thì 645kg. Con này thì thùng lửng, cabin máy lạnh, 4 vỏ mới. Hiện tại thì em này thì em kêu giá là 145 triệu, anh em xem xe trực tiếp thương lượng nha. Ngoài ra thì bên em thì có kinh doanh thêm các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Bãi xe rất là rộng nha nè. Đây, một con Innova số sàn 2016, con thì em đang kêu là 365 triệu nha nè. Dòng xe này thì khách gửi. Con này là Fortuner số tự động 2010, con này thì em đang kêu là 360 triệu nha nè. Cặp bên thì là xe Altis 2022, xe vừa đi vừa bán luôn nha nè. Con này thì là em đang kêu giá là 700 triệu, rẻ hơn xe mới được khoảng tầm 140. Đây, con này thì là bản V 1.8. Kế bên là con Chevrolet Colorado bán tải. Con này thì một cầu số sàn, sản xuất 2017 nha anh em. Con này thì em đang kêu là 335 triệu. Đây, con này thì là bán tải. Ford Ranger số sàn một cầu. Con này sản xuất 2017. Con này hiện tại em đang kêu giá là 365 triệu nha anh em. Con này thì là Terraco 990kg, sản xuất 2021, chạy 8.000 cây. Hiện tại thì con xe này em đang kêu giá là 175 triệu nha anh em. Hyundai HD 650, à xin lỗi anh em, Hyundai HD 99 đời 2016, thùng kính, thùng full inox nha. Con này thì sàn hai đáy luôn, anh em mua về mà chở hàng thủy sản hoặc là chở nước thì nó vô tư. Bao cho nên là taxi, cabin, máy móc là sơn zin 100%. Hiện tại thì con này em đang kêu giá là 445 triệu nha anh em. Ngoài ra thì bên em còn cái dòng Đông Ben nè. Đông Ben 2020, Đông Ben 2021, Kia 2007 1 tấn 25 xe cọp nha anh em. Hyundai đây, Terraco 2022. Hyundai 110S. Hoặc là Isuzu thùng kính nha anh em. Thì quý anh chị cứ xem cái video của em, hoặc là có cái nhu cầu mà muốn trao đổi mua bán gì thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0704 666 665, hoặc là cái số cũ của em 0939529686. Em xin nhắc lại là địa chỉ của em nằm ở quốc lộ 1, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Rồi quý anh chị nào có nhu cầu xài xe thì alo cho em nghe theo số điện thoại trên nha. Rồi em rất cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.